Tâm sự của một linh mục nói về suy nghĩ về khi nghe một tin một linh mục bị huyền chức, hoặc là nghe những tin về một sĩ khăn đan của một linh mục nào đó hay một vị có chức bậc ở trong giáo hội. Mỗi người có thái độ khác nhau, có người thì vui mừng, có người thì oán trách, cũng có người thì cảm thông. Nhưng nhiều khi sau khi nghe tin một cha bị huyền chức lại biết được trước kia ngài từng làm quản hạt thì thực sự đáng suy nghĩ và nỗi buồn lại nặng trĩu hơn. Buồn là vì ma quỷ đã thành công trong việc tiêu diệt hàng đầu linh mục của Chúa để nó có thể biểu dương sức mạnh của mình trong thế giới ngày nay. Nó đánh từ bên trong giáo hội đánh ra mà làm ảnh hưởng đến biết bao nhiêu con chiên ở trong giáo hội như vậy. Có lẽ giờ đây chúng ta đang vui mừng vì giết chết được một kẻ địch, chặt đứt được một cánh tay nối dài của Chúa. Mỗi khi linh hướng cho các em, nhiều vị linh mục linh hướng cũng đã chia sẻ và đề cập đến sự hiện diện của ma quỷ. Thật vậy, ma quỷ luôn tìm cách chống phá hàng linh mục của Chúa và cả những ứng sinh đang dấn thân trên hành trình ơn gọi. Khi một ứng viên được truyền chức linh mục, điều đó có nghĩa là cánh tay Chúa lại được nối dài hơn và việc loại trừ sự dữ và cái ác sẽ kiên quyết hơn. Vì linh mục chính là sự hiện diện một cách hữu hình và Thiên Chúa muốn thể hiện tình yêu của Ngài cho mọi người giữa thế giới này, là ánh sáng cho trần gian, là muối men cho đời. Đó là những điều mà người ta rất mong mỏi nơi những con người được tuyển chọn và được mời gọi sống ơn gọi đặc biệt của mình. Chính vì thế, ma quỷ sẽ tìm đủ mọi cách để mà cản trở con đường dấn thân của nhiều người muốn dấn thân cho Chúa, kể cả những người giáo dân muốn dấn thân để phục vụ cho tin mừng, sống và làm chứng cho tin mừng cũng gặp không ít thử thách. Chúng bày ra muôn vàn lý do để cho mọi người thay đổi ý định dấn thân của mình, ngay cả khi trở thành linh mục hay là những người rao giảng về lời Chúa trong chính đời sống của mình, những người muốn phục vụ một cách như không trong cuộc sống này. Không chỉ là linh mục hay giám mục mới cảm thấy được những cám dỗ càng nặng nề hơn khi lại càng muốn dấn thân phục vụ cho đời sống tin mừng, sống lời Chúa và rao giảng lời Chúa cho mọi người. Bởi lẽ sự cám dỗ và bẫy răng mắc của ma quỷ, rất nhiều những cạm bẫy mà nhiều người chỉ cần quên cầu nguyện hay lơ là kết hiệp với Chúa là ngay lập tức sẽ rơi vào hố sâu và rất khó để có thể quay đầu trở lại. Không chỉ là linh mục dễ rơi vào tình trạng trượt dài trong bế tắc và tội lỗi, nhiều giám mục, nhiều giáo dân đang dấn thân để phục vụ tin mừng cũng vậy. Cám dỗ về tiền bạc, cám dỗ về tình cảm, cám dỗ về chức quyền, cám dỗ về ham muốn đủ mọi thứ ở trên thế gian này. Chúng ta cảm thông cho phận người yếu hèn, nhưng phận người yếu hèn để biết mình yếu hèn, bám chặt vào Chúa, bám chặt vào tin mừng của Chúa để mà sống cho đi, cho chính theo tinh thần của tin mừng mời gọi mỗi người khi được Chúa tuyển chọn phục vụ ngay trong cánh đồng của Chúa. Điều đáng cảnh báo với nhau là chúng ta nhiều người đang và đã lún sâu vào những cạm bẫy của ma quỷ. E rằng nếu chúng ta không thức tỉnh trở lại, thì liệu rằng có tương lai nào cho mỗi người chúng ta, hay rồi cũng tự nguyện bán thân xác và linh hồn làm nô lệ cho ma quỷ. Và hơn thế nữa, sự việc càng trở nên tệ hại nếu như chúng ta lấy danh nghĩa của chúng ta, nào là giám mục, nào là linh mục, nào là những con người thành công đời này, chỉ dùng cả tiền bạc để lôi kéo người khác theo sự lầm lạc của chính mình. Giúp nhau cùng trở về với vị cha nhân lành, vị cha giàu có vô cùng, không có người cha nào trên thế gian này có thể giàu có như Ngài, chính là Thiên Chúa. Ngài giàu có cả tình thương và cả vật chất, bởi sự mọi sự trên thế gian này đều do tay Ngài dựng nên. Chứng nhân của Chúa. Ôi
thân con yếu đuối mộc mánh như là bình xanh, như là bình xanh rơi vỡ chua. Con mang kiếp trần ai khi mới hoài thai thì Chúa đã yêu con rồi, Ngài yêu hơn một lần yêu, Ngài yêu khôn lường khôn vi, ôi tâm trí con mãi luôn ngây ngô. Đời con đâu có là gì, phàm nhân con có là chi, mà sao Chúa gọi con đi, đi làm chứng nhân của Chúa. Thân con yếu đuối mộc mánh như là bình xanh, như là bình xanh rẽ vỡ chua. Con đâu xin hồng ân, đâu dám tự cao vi, Chúa biết con thấp hèn, mà sao con được Ngài yêu. Đời con xin thuộc về Chúa, nay trong trái tim chỉ riêng con có là chi, mà sao Chúa gọi con đi, đi làm chứng nhân của Chúa. Ôi thân con yếu đuối mộc mánh như là bình xanh, như là bình xanh rẽ vỡ chua. Chi nhân đức gì đâu mà Chúa đã thương đoái nhiều, dù con thân phận bụi cho, Ngài nâng lên hàng tử tế, ôi giây phút thiêng mãi ghi trong lòng. Đời con đâu có là gì, phàm nhân con có chi, mà sao Chúa gọi con đi, đi làm chứng nhân của Chúa. Ôi thân con